Kỳ này ba làm cái clip của con hơi đặc biệt chút. Con diễn đi, con cười, sau đó là con khóc, rồi con cười, rồi con khóc, rồi con cười, rồi khóc. Giống con khóc. Giống con khóc. Nó ngồi chóc ngóc, nó sẽ cái lưng ra ngoài, đó là con khóc con. Ra mà xem, con gì nó ngồi trong hang, nó sẽ cái lưng ra ngoài, đó là con khóc. Bơm 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 mi mà bơm bơm nó xài cái lưng đó là bơm bướm con. Ra mà xem con gì nó ngồi đứng trên, nó xài cái lưng ra ngoài, đó là con ốc. Con ốc, con ốc nó ngồi chóc nhóc, nó xài cái lưng ra ngoài, đó là con ốc sên.